cú sốc của giới y học hiện đại, cậu bé Nepal vẫn sống sót dù 8 tháng không ăn uống. Ram Bahadur Bonson sinh ngày 9 tháng 5 năm 1989, là một nhà sư trẻ thuộc làng Jatanapuri, quận Vara, Nepal. Cậu bé 11 tuổi đã xuất gia, 14 tuổi bắt đầu tu thiền. Năm 2005, Bonson đã ngồi thiền suốt 8 tháng dưới một gốc cây mà không ăn không uống. Trường hợp của cậu trở thành một cú sốc lớn đối với giới y học hiện đại. Gia đình và hàng xóm kể rằng, Bonson thường hành xử khác biệt với các bạn cùng tuổi. Thay vì vui chơi như các bạn cùng trang lứa, cậu lại đi quan sát những người hành lễ và cầu nguyện. Bonson vốn thiện lương, từ khi sinh ra chưa từng đánh nhau hay giết hại động vật. Lên 5 tuổi, cậu chỉ ăn thức ăn thừa và nhịn đói nếu thức ăn thừa không còn. Năm 2005, cậu bảo những người trong gia đình đừng uống rượu, đừng giết động vật, vì những hành động đó là đang làm hại chính mình. Thời gian sau, cậu bỏ nhà ra đi khi mọi người đang yên giấc. Gia đình của Bonson cho hay, trước khi ra đi, cậu nói rằng mình sẽ ngồi thiền trong vòng 6 năm. Gia đình đã tìm kiếm và thấy Bonson đang ngồi thiền dưới gốc đa. Trong gần 8 tháng ngồi thiền, cậu đã không ăn, không uống. Câu chuyện của cậu thu hút hàng ngàn người đến tham quan, chiêm ngưỡng. Thậm chí, có người gọi Bonson là cậu bé Phật, Buddha Boy. Cùng với đó, gia đình của Bonson đã dựng hàng rào lớn, bao quanh gốc cây để người ngoài không làm ảnh hưởng cậu tọa thiền. Kênh truyền thông Discovery đã đến tận nơi để kiểm chứng liệu cậu thiếu niên này có rời khỏi gốc cây hoặc lấy thực phẩm từ nơi nào đó hay không. Họ đã ghi hình Bonson liên tục 96 tiếng đồng hồ ở vị trí cách hàng rào bảo vệ 50 mét. Dựa trên đoạn phim có được, các chuyên gia y học sẽ đưa ra ý kiến về tình trạng cơ thể của Bonson để suy đoán cách nào cậu có thể làm được điều này. Sau 96 giờ ghi hình, nhóm quay phim phát hiện cơ thể cậu không xuất hiện những dấu hiệu suy kiệt như dự đoán của các chuyên gia. Khi dò hỏi những người xung quanh nơi cậu thiền định, mọi người đều xác thực rằng cậu không hề giấu đồ ăn thức uống để sử dụng trong toàn quá trình tọa thiền. Theo các chuyên gia y học, thận sẽ suy kiệt rồi chết nếu một người không uống nước trong 4 ngày. Trường hợp sống lâu nhất được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là 18 ngày. Còn việc không uống nước trong 8 tháng liền như Bonson thì là một kỳ tích y học. Từ đầu đến khi kết thúc quá trình thiền định, Bonson chỉ ngồi thiền bất động mà không ăn uống. Thậm chí trong môi trường nhiệt độ từ 5 đến 10 độ C nơi đây, cậu còn đổ mồ hôi. Dường như cậu có thể tự sản sinh ra năng lượng để bù đắp thay vì ăn uống. Các thành viên tham gia khảo sát của kênh Discovery đã thật sự bất ngờ. Một tác giả người Mỹ tên Josh Sander đã tới thăm cậu. Ông quan sát cậu suốt một đêm và rất kinh ngạc trước khả năng giữ nguyên tư thế thiền định ngay ngắn, yên tĩnh của cậu dù tiết trời đêm rất lạnh. Ông cho rằng khả năng này thật phi thường, bởi đêm đó ông đã phải mặc rất nhiều áo. Đầu năm 2005, Latma Khanda Mama đã dẫn đầu 9 nhân viên chính phủ đến thăm Bonson. Họ quan sát suốt 48 giờ và chứng minh rằng cậu bé hoàn toàn không ăn uống bất cứ thứ gì. Một tuần sau lần khảo sát đầu tiên, nhóm ghi hình của kênh Discovery đã trở lại. Họ được biết vào 8 giờ tối ngày 5 tháng 1 năm 2006, có 59 người làm chứng đã tận mắt nhìn thấy có ngọn lửa xuất hiện từ ngực của Bonson. Sau đó, ngọn lửa đã thiêu rụi bộ quần áo mà da mặc gần 8 tháng. Cậu đã gọi anh trai và yêu cầu mang đến một chiếc áo choàng màu đỏ. Điều đặc biệt là cậu không hề bị thương tổn gì. Sau đó, ngày 18 tháng 1 năm 2006, khi Bonson đang ngồi thiền, một lần nữa ngọn lửa từ thân bỗng nhiên lại xuất hiện. Ngọn lửa thiêu cháy chiếc áo choàng đỏ vừa mới mặc vài ngày của cậu. Tuy chìm trong ngọn lửa, nhưng Bonson hoàn toàn không bị thương. Khác với lần trước, lần này máy quay đã ghi lại cảnh tượng ngoạn mục này. Ngọn lửa không bị tắt trong suốt nửa giờ đồng hồ, nó yếu dần và tắt hẳn. Truyền thông các nơi liên tiếp đến phỏng vấn khiến những nơi gần chỗ Bonson ngồi thiền trở nên đông đúc chưa từng có. Các học giả Ấn Độ giải thích rằng Bonson đã nắm được phương pháp tu tập cổ xưa nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nhờ cách hít thở đặc biệt có thể làm giảm quá trình trao đổi chất của cơ thể.
khiến sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể giảm xuống thấp nhất. Tháng 2 năm 2006, tròn 9 tháng Bong Joon ngồi thiền dưới gốc cây, một kênh truyền thông đã đưa các bác sĩ đến để tiến hành một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Nhóm bác sĩ đã quan sát ở cự ly 5 mét. Họ phát hiện trong nửa giờ, cậu chỉ hít vào 3 lần, nuốt nước bọt 1 lần. Điều khó lý giải nhất là, gần 9 tháng không ăn uống, nhưng sắc mặt của cậu vẫn hồng hào, cơ thể không xuất hiện bất cứ hiện tượng lạ nào. Các bác sĩ đã phản hồi rằng, có rất nhiều người phương Tây đã trở nên hứng thú với tu luyện Phật gia vì những khả năng phi thường của Bong Joon. Ram Bahadur Bong Joon biến mất vào ngày 11 tháng 3 năm 2006. Nhiều người cho rằng cậu đi vào rừng để tìm một nơi yên tĩnh hơn. Những năm về sau, cậu lại xuất hiện trước công chúng một vài lần để thuyết giảng và làm dấu bàn phước cho những người hành hương. Đối với nhiều người, những công năng đặc dị này rất thần bí. Tuy nhiên, với người tu luyện chân chính thì đây không phải là chuyện lạ hoặc khó lý giải. Trên thực tế, rất nhiều người thông qua việc tu tập tín ngưỡng đã có thể phát triển những công năng trên. Hiện nay đã có 6 loại công năng đã được thế giới công nhận, gồm công năng ban vận, tức dịch chuyển đồ vật từ xa, nhận biết vật thể bằng bộ phận khác ngoài con mắt, truyền cảm tâm linh, thấu thị, tức nhìn xuyên qua vật, giao thị, tức nhìn xa, dự đoán, tiên tri. Có rất nhiều điều khoa học chưa giải thích được, nhưng chúng vẫn luôn hiện hữu trên hành tinh này.